Một lần nữa chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin FBC 24/7. Thưa quý vị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố chấm dứt việc mở lớp dạy thêm học thêm kể từ năm học tới tức 2016-2017. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu chấm dứt việc dạy thêm học thêm tại các trường trên địa bàn thành phố kể từ năm học 2016-2017. Như vậy, việc dạy thêm học thêm chỉ được phép thực hiện tại các trung tâm ngoại ngữ, lớp bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ nhà trường không được phép thu phí của học sinh khi tổ chức các lớp phụ đạo hay bồi dưỡng. Về việc tuyển sinh đầu cấp hàng năm, phía thành ủy cũng yêu cầu các trường phải nhận đủ 100% học sinh cư trú trên địa bàn theo kế hoạch tuyển sinh, đồng thời chấm dứt tình trạng chạy trường chạy lớp. Việc tổ chức dễ bơi cho học sinh phổ thông trên địa bàn và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hồ bơi tại các trường học cũng được phía thành phố chú trọng thực hiện trong thời gian tới. Thưa quý vị, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa ra công điện nghiêm cấm cán bộ, công nhân viên xem giải vô địch bóng đá châu Âu Euro trong giờ làm việc. Theo đó, cán bộ công nhân viên sẽ bị nghiêm cấm xem bóng đá trên các thiết bị nghe nhìn trong giờ làm việc, trên tàu, tại trụ sở cơ quan, tại nhà lưu trú. Lãnh đạo ngành yêu cầu các đơn vị tăng cường hình thức kiểm tra, trong đó chú trọng vào ban đêm, vào ngày nghỉ, ngày diễn ra các trận thi đấu bóng đá Euro 2016. Các bộ phận phải chứng chỉnh nhân viên thực hiện đúng quy trình tác nghiệp, xử lý nghiêm các vi phạm, Quy định này nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trong dịp diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá Euro và kỳ thi trung học phổ thông năm 2016. Vòng chung kết Euro sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 và kéo dài tới ngày 11 tháng 7, còn kỳ thi trung học phổ thông diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 4 tháng 7 năm 2016. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường thương mại thế giới có những thay đổi lớn từ các hiệp định thương mại mới và thế giới số, đại diện Liên minh tạo thuận lợi thương mại Việt Nam, đang kiến nghị Việt Nam nâng giới hạn chịu thuế nhập khẩu với hàng chuyển phát nhanh lên mức 10 triệu đồng, cũng như sớm ban hành một trị giá tối thiểu không chịu thuế chung. Đại diện Liên minh tạo thuận lợi thương mại Việt Nam, ông Nestor Sherbay, cố vấn cao cấp của tổ chức này kiến nghị, nâng ngưỡng giá trị chịu thuế đối với hàng xuất nhập khẩu qua hình thức bưu kiện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ bưu chính lên mức 10 triệu đồng cho cả tổ chức và cá nhân. Trong dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật thuế xuất nhập khẩu sửa đổi, mức miễn thuế cho các mặt hàng này được tổng cục hải quan đưa ra chỉ dưới 1 triệu đồng. Liên minh tạo thuận lợi thương mại cũng hối thúc cơ quan soạn thảo nghị định nghiên cứu thấu đáo hơn về trị giá tối thiểu cho các khoản miễn thuế. Theo ông, trị giá tối thiểu đối với hàng hóa tài liệu, hàng mẫu kinh doanh không phải chịu thuế đã được nhắc đến trong công ước Kyoto sửa đổi năm 1999. Năm 2011, các nhà lãnh đạo APEC cũng đã thông qua đề nghị giới thiệu một trị giá tối thiểu chung cho mệnh giá 100 đô la Mỹ. Đề nghị này dựa trên một nghiên cứu cho rằng trị giá tối thiểu 100 đô la Mỹ sẽ giúp tạo ra lợi ích kinh tế trị giá 19,8 tỷ đô la Mỹ cho 21 nền kinh tế APEC. Hải quan trên thế giới đang phải mất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức để xử lý những lô hàng có giá trị nhỏ. Chi phí để xử lý những lô hàng nhỏ tương đương với chi phí xử lý những lô hàng lớn mà ngân sách thu được từ những lô hàng nhỏ thậm chí còn thấp hơn chi phí bỏ qua để xử lý lô hàng. Phòng thương mại quốc tế cũng chỉ ra rằng nếu miễn thuế cho các lô hàng dưới 200 đô la Mỹ sẽ tạo ra lợi ích kinh tế bằng cách giảm chi phí cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp để thông qua những lô hàng có giá trị nhỏ hơn như thế. Ngoài ra, việc này còn giúp hải quan có thể tập trung cao hơn vào những lô hàng có giá trị lớn hơn thường cũng có rủi ro cao hơn. Như vậy, nó sẽ giúp phòng chống trốn thuế và gian lận thương mại. Cũng theo ông Nestor Shebae, việc nâng ngưỡng giới hạn chịu thuế được cho là không ảnh hưởng đến kiểm soát an ninh bởi các lô hàng miễn thuế vẫn sẽ bị kiểm tra an ninh, kiểm tra mục đích sử dụng. Hiện nhiều nước trong khối TPP đã thiết lập trị giá tối thiểu để miễn thuế trong thương mại. Theo đó, trị giá tối thiểu miễn thuế của Úc là 1.000 đô la Úc, New Zealand là 400 đô New Zealand. Gần đây nhất, Mỹ cũng đã tăng giá trị tối thiểu cho hàng nhập khẩu lên mức từ 200 đến 800 đô la Mỹ. Ngoài ra, Canada cũng đang rà soát lại những thay đổi về trị giá tối thiểu cho miễn thuế. Theo thông tin từ Mobifone, vì đang trong quá trình nâng cấp mở rộng hệ thống tổng đài, nên người sử dụng mạng viễn thông này sẽ bị gián đoạn liên lạc hoặc truy cập mạng 3G trong khoảng 6 tuần ở một số khu vực phía Bắc. Theo thông tin từ nhà mạng Mobifone, người dùng mạng viễn thông này từ khoảng giữa tháng 6 đến cuối tháng 7 có thể sẽ bị gián đoạn liên lạc, tức không gọi điện thoại đi hoặc gửi tin nhắn đi được, hoặc mức kết nối 3G tạm thời do hệ thống tổng đài đang nâng cấp. Để khắc phục tình trạng trên, thuê bao cần khởi động lại thiết bị di động. Thông báo của Mobifone cũng cho hay, thời gian chuyển đổi thiết bị trạm 2G, 3G sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến 25 tháng 7 năm nay. Những tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi hoạt động này gồm có khu vực Hà Nội, Thái Bình và một số tỉnh miền núi phía Bắc. Trước đó, vào tháng 4 năm nay, một số thuê bao di động Mobifone đã từng mất kết nối gọi điện, nhắn tin nhắn hoặc 3G. Và nhà mạng này cũng đã xin lỗi khách hàng với lý do đang nâng cấp tổng đài. Thưa quý vị, nhượng quyền thương hiệu được xem là một xu thế chung và đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng. Thì Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Thời gian qua thì thị trường nhượng quyền trong nước chứng kiến sự tham gia của các doanh nghiệp ngoại và cả doanh nghiệp nội. Và để nắm bắt được những xu hướng nhượng quyền đang và sẽ phát triển trong thời gian tới, ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Phi Vân là Chủ tịch Công ty Retail and Franchise Asia là một chuyên gia trong lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết xin cảm ơn bà đã tham dự chương trình chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bà là hiện nay thì nhượng quyền trên thế giới đang phát triển ở những nơi nào Vì lịch sử nhượng quyền á, nó bắt đầu từ Mỹ cho nên là 2 phần 3 giá trị của toàn cầu của ngành nhượng quyền Thực sự là đang nằm ở Mỹ. Trong đó thì có khoảng là 0,6 tỷ đô la thì nằm ở châu Á. tuy nhiên á, là mặc dù là châu Á là một cái khu vực khá là nhỏ về những quyền trên toàn thế giới nhưng mà lại là khu vực đang phát triển nhanh nhất trên thế giới hiện nay trong đó có việt nam vậy thì hiện nay cái xu hướng mới nhất của những quyền nó đang diễn ra trên thế giới là gì ạ hiện nay thì sau cái cuộc khủng hoảng tài chính của thế giới thì có rất là nhiều những cái thương hiệu lớn ở trên thế giới ví dụ như là McDonald's hay là Burger King hay là Domino's họ um, bắt đầu um, làm một cái chuyện gọi là refranchising có nghĩa là thay vì á, là họ à, trước đây thì sở hữu một số chi nhánh và à, nhượng quyền một số chi nhánh thì trong thời gian vừa qua lại có một cái xu hướng rất là mạnh là nhượng quyền lại những chi nhánh mà mình đang sở hữu thành ra đó là nó có một cái trào lưu là bắt đầu à nhượng quyền lại những chi nhánh đang sở hữu và có những cái thương hiệu là họ không sở hữu một chi nhánh nào cả mà họ nhượng quyền toàn bộ giống như là thương hiệu sập quê thì đó là một cái trào lưu rất lớn trên trên thế giới hiện nay và nó đã bắt đầu đổ bộ vào à, trong cái thị trường đang đang phát triển như là Trung Đông như là châu Á Thái Bình Dương trong thời gian vừa qua. Vậy thì cái xu hướng hiện nay của thế giới nó có ảnh hưởng gì đến thị trường Việt Nam hay không ạ? ảnh hưởng rất là lớn bởi vì là châu Á có thể nói là thị trường phát triển nhanh nhất về nhượng quyền hiện nay là một cái mảnh đất rất là màu mỡ cho các cái thương hiệu từ Bắc Mỹ mà mà những cái thương hiệu từ Bắc Mỹ là những thương hiệu đã có cái chiều dài lịch sử về hoạt động rất là lâu đời rồi cho nên là họ đã rất là sẵn sàng để bước ra thị trường thế giới rồi à, và tất cả những cái tập đoàn lớn về nhượng quyền cũng nằm ở Mỹ như mình nói nãy giờ với nhau Circle K hay là KFC hay McDonald's tất cả đều bắt đầu từ Mỹ cả thì như vậy sẽ trong cái thời gian sắp tới mình sẽ thấy là cái con đường mà từ thế giới đi vào Việt Nam đó là một con đường trải hoa hồng. À, và vì mình vừa mới hội nhập vào trong nền kinh tế quốc tế qua những cái hiệp định như là TPP hay là FTA với châu Âu hay là cái cộng đồng kinh tế ASEAN vừa rồi thì những cái thương hiệu nước ngoài sẽ ngày càng đổ bộ vào thị trường Việt Nam. Cái đó là cái chắc chắn, còn doanh nghiệp Việt Nam sử dụng được cái À, hình thức này để phát triển hay không thì là một cái câu chuyện khác Bởi vì nó quá mới ở Việt Nam để cho, để cho doanh nghiệp Việt Nam có thể hiểu được Là nên sử dụng nó như thế nào để mà có thể phát triển được doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam Giống như là khi mà chúng ta đi du lịch của Thái Lan chẳng hạn Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái 7-Eleven Ở khắp nơi cứ khoảng mấy trăm mét lại có một cửa tiệm Và thậm chí là hai bên đường là đối diện nhau à, Thì chúng ta thấy là Thái Lan có thể là một cái nước đã đi trước rất là nhiều về cái câu chuyện nhượng quyền. Vậy thì theo bà là đến năm 2020 thì cái câu chuyện tại Việt Nam nó, nó diễn ra như nào? Tất nhiên là như bà nói vừa rồi là sẽ rất là sôi động. Nhưng cụ thể thì sao ạ? Sôi động thì chắc chắn là bắt đầu sôi động rồi. Và chúng ta vừa nói với nhau câu chuyện là đường trải hoa hồng cho các doanh nghiệp nước ngoài và thương hiệu nước ngoài đổ vào thị trường Việt Nam. Từ nay đến năm 2020 chúng ta sẽ thấy đó là cái con đường một triệu. Và chúng ta sẽ thấy càng ngày càng có những thương hiệu không những chỉ lớn mà là những thương hiệu trung của quốc tế tầm tầm trung cũng đổ vào Việt Nam và các thương hiệu khu vực ở những nước mà đã phát triển hơn Việt Nam như Thái Lan, như Malai, như là Singapore cũng sẽ bắt đầu đổ bộ vào thị trường Việt Nam. Thì như vậy là 20-20 là nhiều thương hiệu nước ngoài và như bạn nói như ở Thái Lan là rất nhiều thương hiệu nước ngoài xuất hiện khắp nơi trên thị trường Việt Nam. Đó là cái, cái xu hướng lớn nhất hiện nay mà tôi nhìn thấy. Vậy thì thưa bà là để mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể thành công thì họ họ nên nắm bắt như thế nào và và họ nên lưu ý những cái điều gì? Đối với nhượng quyền thì mình nói hai câu chuyện khác nhau. Mình nói câu chuyện là doanh nghiệp Việt Nam có thể mua thương hiệu nhượng quyền của nước ngoài để kinh doanh tại Việt Nam và thương hiệu Việt Nam tự mình xây dựng mô hình và thương hiệu Việt Nam để có thể nhượng quyền. Thì đối với cái cái chiều mà doanh nghiệp nước ngoài đổ vào Việt Nam thì đó là một cái cơ hội rất là lớn cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thể là mua thương hiệu nước ngoài để kinh doanh tại thị trường nội địa và qua đó cũng học hỏi được cái cách làm rất là chuyên nghiệp hệ thống quy trình của nước ngoài để từ đó là mình có thể phát triển được cái doanh nghiệp của của mình ngược lại thì đối với lại các cái doanh nghiệp việt nam hiện tại thì thì chúng ta sẽ bắt đầu phải xây dựng lại cái nền tảng bởi vì nhượng quyền đó là nó yêu cầu phải có cái nền tảng rất là vững chắc khi bạn nhượng quyền nghĩa là bạn phải khỏe và bạn phải hiệu quả thì bạn mới bắt đầu nhượng quyền à, nếu không thì bạn sẽ chia sẻ cái rủi ro cho đối tác nhiều quá đó thì cả hệ thống đó nó sẽ sụp đổ cho nên nó là đối với thương hiệu việt mà sử dụng mô hình để nhượng quyền bằng một cái mô hình made in việt nam á, thì họ cần phải có một cái thời gian để mà có thể xây dựng lại cái nền tảng cho vững chắc trước khi có thể bắt đầu nhượng quyền về cái mặt cơ sở pháp lý thì sao ạ hiện nay thì việt nam mình đã có những cái cơ sở pháp lý đủ mạnh hay chưa để mà cái nhượng quyền có thể vào một cách rất là vững chắc và phát triển tại thị trường Hiện nay thì nói về luật nhượng quyền thì Việt Nam chúng ta đã có rồi và bắt đầu từ năm 2006 là đã có bộ luật đó. Tuy nhiên là do thị trường quá mới và chưa có một cái một cái cơ sở nào, một cái vụ kiện tụng nào về vấn đề mà giữa đối hai bên đối tác có cái mâu thuẫn với nhau cả, cho nên là luật thì cũng còn nằm trên văn bản mà thôi chứ chưa có một cái sự thực tế triển khai. À, có lẽ là từ nay đến năm 2020 thì chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy một vài những cái chuyển động về việc mâu thuẫn giữa đối tác bởi vì trong nhượng quyền thì mâu thuẫn giữa hai bên đối tác là chuyện rất là bình thường. Mâu thuẫn đó có thể dẫn đến những cái vụ kiện tụng rất là lớn nhưng mà chúng ta nhìn thấy ở nước ngoài thì uh, có lẽ đến 2020 chúng ta sẽ bắt đầu thấy có những cái trường hợp như vậy tại Việt Nam thì đó chính là những cái thực tế mà nó sẽ được mang vào để chúng ta chỉnh điều chỉnh luật nhượng quyền cho tốt hơn hiện nay luật nhượng quyền của Việt Nam thật sự là chưa có bảo vệ cho đối tác mua nhượng quyền vâng xin cảm ơn bà Vừa rồi là những hình ảnh về thành phố Đà Nẵng, một thành phố trẻ năng động ở khu vực miền Trung. Và tiếp theo bản tin sẽ là phần thông tin về ngành bất động sản. Đề xuất cho vay ưu đãi với người mua nhà lần đầu vẫn còn băn khoăn. Korea đề xuất cấp sổ đỏ ngay sau khi người mua nhà đã trả đủ tiền và nhận nhà.